Từ một vùng đất thuần nông nhiều khó khăn, canh tác chủ yếu là ngô và rau màu. Đến nay, xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đang đổi thay từng ngày, đời sống của nhân dân ấm no và chủ phú. Xuất phát từ những chủ trương, chính sách đúng đắn trong việc dồn điền đổi thửa, đầu tư trọng điểm và đồng bộ cho hạ tầng nông thôn, và quan trọng nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, khoa học đã giúp Vân Hà trở thành miền quê đáng sống. Vân Hà vốn là vùng đất trũng. Trước đây cứ vào mùa mưa, nhân dân Vân Hà gần như cô lập với các địa phương khác. Bởi mực nước sông Hồng lên cao, bà con gặp khó khăn trong sản xuất. Thêm nữa, đất canh tác nhỏ lẻ, manh mún, giao thông không thuận tiện, chủ yếu phát triển nông nghiệp nên giao thương dịch vụ không được chú trọng đầu tư. Vì vậy, trước những năm 2000, Vân Hà vẫn là xã nghèo của huyện Phúc Thọ. Ngày xưa cái vùng đất này là nó là đất rất là thấp mà. Để giao khoán cho là các cháu bây giờ mà năm 1993 nhỉ, chia đất không có đất đấy, thì sau cái đưa cho các cháu mượn đất này, nhưng mà đưa vào hàng sản xuất thì chỉ là cái rau màu, cái ngô, cái khoai, không có hiệu quả cái đĩa cao, đặc biệt là cái thổ nhưỡng nó không phù hợp. Ngày xưa chúng tôi chỉ sản xuất được một vụ, hai vụ thôi, còn đến cái mùa tháng 5, tháng 6 là bị nước ngập, tức là tất cả miền bãi là thành một dòng sông hết, một bãi nước trắng hết. Chị Thủy khi đó được coi là mấu chốt để giải bài toán về canh tác cho người dân Vân Hà. Và thế là năm 2000, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Vân Hà được xây dựng một đập tràn, điều tiết ổn định nguồn nước, không còn lo về mưa lũ. Đất đai cũng vì thế mà giữ được độ màu mỡ, không bị rửa trôi như trước. Sau khi được chị Thủy thì từ đó đồng đất của Vân Hà không còn là những vùng lũ lụt, nhân dân xen canh gối vụ. Trước thì trồng màu, thế và trồng bưởi, trồng cây ăn quả, nhưng mà hở đất ra vẫn trồng màu ở dưới, vẫn có thu nhập đều hàng năm. Đây là một trong những cái điểm nhấn để từ khi các con sông lớn được trị thủy, không bị ngập lụt, thì từ đó đến nay là đồng đất sản xuất nó được thuận tiện hơn nhiều và sản xuất được tăng vụ hơn. Bài toán tiếp theo là phải thay đổi cơ cấu nông nghiệp, bắt đầu từ việc dồn điền đổi thửa để tạo ra vùng sản xuất liên kết tập trung, mang lại năng suất, sản lượng cao hơn. Điều may mắn là ngay từ khi triển khai chủ trương, năm 2010 đã nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Bởi lẽ đây cũng là mong muốn của họ bấy lâu nay. Ai cũng nhìn ra được việc phải làm này. Song song với tạo ra quỹ đất sản xuất lớn chính là thay đổi cơ cấu cây trồng. Nhiệm vụ đặt ra với chính quyền địa phương là lựa chọn cho được một loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế, tương lai trở thành sản phẩm chủ lực. Và bưởi được lựa chọn là thức quả quan trọng đó. Giai đoạn đầu để vận động đông đảo bà con trong xã lấy bưởi là cây trồng chủ lực không phải đơn giản, bởi lẽ trước đây cũng chưa có ai ở xã giàu lên từ bưởi. Phần khác, bưởi có 5-7 giống nào để phù hợp và hiệu quả cũng chưa có ai đi trước để đánh giá. Nhưng chính quyền xã Vân Hà không chịu thua cái khó, họ lựa chọn vận động khuyến khích cán bộ đảng viên, những người có kinh nghiệm và hiểu biết trong sản xuất nông nghiệp, đi đầu làm việc khó với tinh thần vì cái chung, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ông Đặng Ngọc Bích là phó chủ tịch hội nông dân của xã. Từ khi công tác, ông đã kiêm qua nhiều vị trí, đơn vị như hội cựu chiến binh, đài truyền thanh, bí thư chi bộ. Đáng nói, đồng lương đến nay vẫn còn rất ít ỏi, chưa đến 1 triệu đồng một tháng. Nhưng ông được cấp ủy chính quyền và nhân dân đặc biệt tin tưởng, bởi ông là cán bộ thật sự gương mẫu trong mọi nhiệm vụ được giao. Thế là ông Bích được chọn là một trong những người đầu tiên trồng bưởi Tam Vân tại địa phương. Phải đầu tư nhiều tiền, bỏ nhiều công sức mà tinh những người là gọi là tâm huyết. Đấy là như vậy là dám nghĩ, dám làm, là đầu tư ra ngoài này cũng không sợ là như vậy là thua lỗ gì cả. Một số hộ là như vậy là người ta là mạnh bạo, là về tận dưới diễn, người ta mua giống bưởi là như vậy là diễn về để như vậy là trồng cây bưởi là nó cũng dễ chăm sóc, rồi cho thu nhập kinh tế cao. Sau đó rồi là như vậy là mấy năm gần đây lại tiếp cận là như vậy bưởi Tam Vân, là sức sống của nó là như vậy là mặc dù là đồng đất ở đây nó là cắt pha, nhưng sau đó là như rất hiệu quả, cây dễ làm, dễ chăm sóc, rồi là năng suất lại cao, mà lượng đường là như vậy là ngọt thanh, được thị trường là đều là chấp nhận cả. Chỗ hội nông dân của chúng tôi là tuyên truyền vận động bà con nhân dân là cùng tập trung để đầu tư là như trở thành cái vùng sản xuất. Nhờ tính chủ động sáng tạo, kiên trì mày mò, sau hơn 10 năm lao động vất vả, đến nay thành quả mà ông Bích đạt được cho riêng gia đình là mảnh vườn hơn 4.000 m² trồng bưởi, một trang trại nuôi lợn, cộng thêm hoa màu mang lại thu nhập lên đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, ông cùng một số nông hộ trong xã thành lập được hợp tác xã trồng bưởi tập trung, nâng tầm sản xuất, tạo được nguồn tiêu thụ ổn định cho sản phẩm. Điều quan trọng nhất là từ mô hình của ông và một số cán bộ xã, thôn đạt hiệu quả đã tạo được niềm tin cho bà con trong xã. Chúng tôi chia sẻ để như vậy là tất cả mọi người là nắm được rồi, thông cảm rồi, là nhiều khi tôi vẫn mời đến tận là như vậy là trang trại của tôi để xem cái mô hình đấy, không những là ở địa phương mà như vậy là chúng tôi vẫn còn là như vậy là được là như vậy là các xã bạn trong huyện cũng như ngoài huyện về đây là như vậy là bên Vĩnh Phúc sang đây nhiều khi là vẫn tham quan những mô hình của chúng tôi để sau này là các bạn áp dụng được cái gì là áp dụng, là còn đâu không có là các bạn cứ thế là nhân lên. Năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bưởi Phúc Thọ, giúp bưởi Phúc Thọ được định danh trên thị trường, nâng cao giá trị. Đến nay, 100% số hộ trong xã đều trồng bưởi. Cây bưởi trở thành cây trồng chủ lực của xã Vân Hà với diện tích hơn 80 ha, mang lại nguồn thu nhập hơn 20 tỷ đồng mỗi năm. Mặc dù có định hướng đúng đắn, xác định được cây trồng chủ lực và đội ngũ cán bộ đi đầu gương mẫu, có hiểu biết, nhưng thực tế, điều làm nên thành công của Vân Hà đến từ chính ý thức vươn lên, sự chăm chỉ của người dân nơi đây. Ngày nay, bên cạnh những mảnh vườn trồng bưởi rộng lớn, sai chịu quả là những ruộng hoa màu xanh tốt, bà con Vân Hà gần như chẳng bao giờ cho đất nghỉ, tranh thủ lúc gối vụ lại tất bật chăm bón những luống rau tươi. Thì nói chung là vẫn phải đa canh đa cư là chuẩn nhất. Thế nhưng làm cái rau màu này thì nó dễ hơn trồng bưởi ở chỗ là bưởi là một năm mới được thu, như cái rau màu có thể một năm mình thu được độ 3 vụ. Thế được vụ mất vụ này thì nó lại có thể là kiếm được vụ kia. Nói là người dân Vân Hà lo xa cũng đúng, bởi làm nông nghiệp cũng chẳng biết ngày mai như thế nào. Có khi được giá thì mất mùa, được mùa thì lại rớt giá. Hay như 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến thu nhập từ bưởi cũng có phần giảm mạnh. Từ đó mà chính quyền xã Vân Hà đã cùng bà con đẩy mạnh thêm trồng sen canh và phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Có thể những chỗ ta vẫn còn diện tích đất ở bên ngoài hoặc là chỗ đất quang, ta là sen canh những cây rau màu để ta lấy ngắn nuôi dài. Ví dụ thế, bây giờ ta là sen canh cây rau, ta lấy tiền ta đầu tư vào cây bưởi đúng không? Thì ta chỉ mất tí công thôi, không bị mất và vốn tiền của quỹ của gia đình đúng không? Thì cái này chúng tôi vẫn tuyên truyền vận động, đây có thể là mình phát triển chăn nuôi thêm con lợn, con bò, con gà, ví dụ như thế để là kết hợp đấy, chứ không phải là riêng cây bưởi đúng không? Cho nên những bất ngờ năm nay thì người dân thấy hoa khăn thế, nhưng quá là tuyên truyền vận động rồi, quá là anh em ngồi chia sẻ tham khảo cũng là cũng không nên là chán nản, vẫn phải là vượt qua khó khăn, khắc phục không vấn đề gì. Xã Vân Hà thì từ xưa đến nay thì trên dưới một lòng, tức là từ anh em cán lãnh đạo địa phương cho đến người dân, tức là sống lúc nào cũng rất là đoàn kết tình cảm thế và rất là thân thiết. Thế chính vì thế tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thì cái nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như là tất cả các phong trào của địa phương đều được thực hiện một cách nghiêm túc và rất là hiệu quả. Ảnh hưởng kinh tế chung là của toàn quốc cho nên là cái tất cả các mặt hàng đều được chậm thế và không được thông thoát như những năm trước. Thế xong bên cạnh đó thì với quan điểm của lãnh đạo địa phương xã Vân Hà chúng tôi thì vẫn tuyên truyền vận động và động viên nhân dân tiếp tục bám đồng ruộng thế và tiếp tục phát huy những cái tinh thần cần cù sáng tạo của mình. Câu chuyện ở Vân Hà giống như một điển hình truyền cảm hứng cho nhiều miền quê. Quá trình đổi thay của Vân Hà ngày hôm nay giống như một cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên những mảnh ruộng đã và đang tạo ra những trái ngon quả ngọt cho người nông dân. Rõ ràng, không có thành công nào là không phải đánh đổi bằng nhiều thứ. Nhưng chỉ cần có sự đoàn kết, đồng lòng, chăm chỉ thì khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua.